Cuộc sống mang ta đến với rất nhiều lựa chọn và ta phải đưa ra quyết định cho chính mình. Vì nhiều lý do khác nhau, ta đã nhiều lần ngập ngừng, phân vân, do dự mãi, không đưa ra được quyết định. Không những chẳng được gì mà ta còn hao tổn hay bị mất trắng. Có những trường hợp ta không cần phải bỏ ra quá nhiều năng lượng để đắn đo lựa chọn. Con đường nào cũng được, nếu ta đủ tin tưởng vào bản lĩnh thật của mình. Chọn làm đường thì chưa chắc nguy hiểm, nhưng do dự mãi thì sẽ xói mòn hết những cơ hội cho tương lai. Những người quyết định chọn tình mà bỏ lại hiếu, hay chọn lý tưởng mà bỏ lại gia đình, chắc chắn tâm trạng họ cũng rất đau xót, luyến tiếc, có khi rất khốc khẩn. Tuy nhiên, họ không thể ngờ rằng khi họ hoàn thành tốt con đường đã chọn, thì cũng có nghĩa là họ đã đồng hành với con đường bỏ lại. Nếu họ sống hạnh phúc trong tình yêu, biết ứng dụng những kinh nghiệm quý báu mà cha mẹ đã trao truyền để gây dựng một gia đình bền vững, luôn tìm cách hàn gắn rạn nứt đổ vỡ với cha mẹ, hoặc hướng dẫn con cái biết tưởng nhớ đến ông bà, thì hành động đó có khi còn xứng đáng hơn là ở bên cha mẹ mà cứ ngỗ nghịch hay làm khổ cha mẹ. Dù họ dành cả cuộc đời để phụng sự xã hội, đem tới sự giúp đỡ và hạnh phúc cho mọi người, thì trong sâu xa họ vẫn đang tích cực phụng sự cho gia đình. Vì khi lòng họ hướng về gia đình, tức là năng lượng tích tụ từ việc phụng sự ở trong họ cũng được truyền tới những người thân. Cho nên ta đừng quá lo lắng về con đường mình đã chọn hay phải chọn, vì thái độ bước đi trên con đường ấy mới thật sự là quan trọng. Dù khởi điểm không mấy tốt đẹp, nhưng theo thời gian ta sẽ học được cách chấp nhận và tìm thấy linh hồn của con đường mình đã chọn. Bởi không có con đường nào tuyệt đẹp, cũng không có con đường nào hoàn toàn xấu. Vấn đề là ta có đủ khả năng sử dụng con đường ấy phục vụ cho mục đích chính hay không mà thôi. Thiếu tài năng, thiếu bản lĩnh thì nhìn đâu cũng thấy gian nan cách trở. Con đường đã chọn dù tốt cũng sẽ hóa tầm thường. Và ngay cả khi rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, tới lui cũng đầy khó khăn, thì ta hãy cứ chọn lấy một con đường, đi sâu vào bên trong, ta sẽ thấy nó hoàn toàn khác biệt với bên ngoài. Và càng đi sâu vào bên trong, ta càng phát hiện tiềm lực vĩ đại của chính mình.